Số 109 Apiwa Danat Apiwa Danat Apiwa Danasilisa Nichang Uttha Vacha Yino Chattaro Hammawat Thathanti A vũ hoàn nồ xú khăn phá lăng A pí hòa đá ná A pí hòa đá ná si lát Đíp xá nít chăng Út thà phá chà dí nồ Chát tàn rồ Thâm mà quát thành tí A vũ văn nồ xú khăn phá lăng A phí hòa đá nát si Đít xá nít chăng vút thà phá trà dí nồ Chát ta nồ thăm mà quát thành tí A vũ văn nồ xú khăn phá lăng Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng Bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc. Sức mạnh bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. An vui sắc đẹp sống lâu dồi dào sức khỏe. Bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ cúc cung những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa môn bản cổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sư Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng cọ minh hạnh đại đức tỷ đức, đại đức tỷ nhẫn cùng tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Thâm Ma Cha Rí, cô tu nữ Tỷ Duy, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đạt Long cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 109 ạ. À bi qua đa ni si lít sa Niết chăng út tha bà cha di nô Chà ta thăm ma hoạt thăng thi Chà ta thăm ma hoạt Chà ta rô tha mà qua thăng tí A yu an nô su khăn ba lăng A bi A bi qua đa na si linh sa ni chăng u tha ba cha di nô Chà ta rô tha mà qua thăng tí A yu an nô su khăn ba lăng Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng Bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu A di qua đa na si linh sa Ni chăng u tha bà cha di nô Chà ta rô tha mà qua thăng tí A yu an nô su khăn ba lăng An vui sắc đẹp sống lâu Dồi dào sức khỏe bốn câu chúc mừng Cho ai kính lễ cúc cung những bậc trưởng thượng Thuộc dòng Sa môn Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và cảm ơn chị Đặng Đông đã bót bài Và xin mời sức nghi tịnh Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Con thành kính đại lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đại lễ thượng tọa minh hạnh. Con thành kính đại lễ đại đức tuệ nhẫn, con thành kính đại lễ đại đức tuệ đức. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Ri, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc câu Phật ngôn 109. Apiwa danasi lissanicchang buddha pacca vino
Chattaro thamma quatthanti ayuvanno sukhang balang apiwa dana silissa nicchang buddha paccayino Chattaro thamma quatthanti ayuvanno sukhang balang. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh và thượng thích Minh Châu. Api qua đa na si li sa ni chang buddha ba cha di no cha ta ro tham ma qua than ti a yu qua no su khang ba lăng. An vui sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ cúc cung những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa môn. Dạ con kính tri ân đạo tràng, dạ con dạ kính mời Xích Quán Thanh. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ đền Lê Bảo ơn Đức Pháp và ơn lễ thượng linh hạnh và sư hiện giảng có lễ quý bà quý cô tu nữ, lễ cô tu nữ tại duyên và con chào toàn thể đã con xin đọc câu pháp cú. Một avigadana silasani chẳng gút thả ba di nô Chattaro thamma buddhati aruvanno sukhang balang Avigadana dana silassa sa nicchang buddha bacarino Chattaro thamma quanthanti aru qua quan nô su khang ba lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Đấy là bản của hòa thượng Thích Minh Châu. À, con xin kệ. A vi qua đa na si lít sa ni chẳng vút tha bà cha ri no chân ta ro tham ma quan tham a ru no su tăng ba a phi qua đa na si lết sa ních chăng vút ta ba cha lo chất ta râm ma quan thái aruvanno sukhang balang. Ai vui ăn vui sắc đẹp cũng lâu dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng cho kính lễ cung trưởng thượng thuộc môn và thượng giới đức. Con xin tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tam ma ya, Nam mô Sang kha ya. Dạ cảm ơn cô Trọng Đơn, cảm ơn cô Tự Duyên, dạ cảm ơn cô Nguyên Tịnh đã cho biết là nghe gió. Dạ tại vì thấy con giờ mà chẳng thấy bị nào giơ tay hết, là dạ, cảm ơn cô Quan Thanh. À, còn là Tam ma cha rí kinh lãnh để thượng tọa mình hành kinh lãnh để như tôi đức tăng mà những tin này mà con không được biết là xin kính lễ cô Tự Duyên. Xin, xin chào toàn thể quý vị. Sau đây con xin phép được trả bài pháp vô kinh 119 ạ.
Avivada da sinin sahani jambuta baca dino Chantaro thamma vatanti aguvano sukhang badang Avivada da sinin sahani jambuta baca dino Chantaro thamma vatanti aruvano sukhang banang Aphivada na sinisani changvata bachayino Chantaro thamma vatanti aruvano sukhang banang Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ não trưởng thước, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc nạp sức mạnh. Đó là thủ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. An vui sắc đẹp sống lâu, rồi rào sức khỏe, bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ quốc cung, những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa Môn. Đó là thủ thơ của Hòa Thượng Lưới Đức. Dạ, mời chú Vá Tha Na. Sa thu lành thầy của thu nữ Thammachari. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung rạc còn xin được kể kinh pháp cú số 109. Aphivadanasilisa nicchang buddha pacayino chattaro thamma vatthanti ayuvanno sukhang phalang Aphivadanasilisanicchang buddha pacayino chattaro thamma vatthanti ayuvanno sukhang phalang Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Bản dịch của ngài Minh Châu. An vui sức đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng cho ai kính lễ cúc cung, những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa Môn. Bản phổ thơ của ngài Giấy Đức Nam Mô Phật Thầy. Dạ, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên lên thỉnh pháp sư. Không biết cô tu nữ Tuệ Duyên có chiếc máy không ạ? Nếu cô chiếc máy, kính mời cô lên thỉnh pháp sư. Trước khi cùng thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn thuyết giảng bài kinh pháp cú số 110 hôm nay, dạ kính mời cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư, kính mời đạo tràng cùng tự duyên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang, trời lô mộc đăng nhờ ánh sáng. Làn hoa màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vân ngẩn ngùi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời
nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Con bác liều trần như được nêm hương vị hữu dư, rồi mừng pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng, nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá. Con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Và giờ này là kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn Bi Mẫn để thuyết giảng bài học chúng con hôm nay. Và kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn. Đại Đức Tuệ Nhẫn có nghe âm thanh của con không ạ? Kính thỉnh Sư thuyết giảng. Duyên sự câu Pháp Cú số 110. Dạ, kính thỉnh sư ạ. Mọi thứ đều đã trôi đi mà không có cái hiểu biết nào cả. Từ vô thủy chỉ có pháp hiện khởi. Không có một con người nào ở đâu hết. Chỉ có cái nghe xuất hiện ở đây rồi diệt ở đây. Chỉ có âm thanh xuất hiện ở đây rồi diệt ở đây. Chỉ có cái nghe ở kia xuất hiện ở kia và rồi diệt đi ở kia. Chỉ có cái ngửi xuất hiện ở đây rồi diệt đi ở đây. Chỉ có mùi xuất hiện ở đây và diệt đi ở đây. Chỉ có màu sanh khởi ở đây và diệt đi ở đây. Chỉ có cái thấy sanh khởi ở đây và diệt đi ở đây. Chỉ có cái thấy sanh khởi ở kia, diệt đi ở kia. Chỉ có cái màu sanh khởi ở kia và diệt đi ở kia. Chỉ có cái cứng mềm nóng lạnh xuất hiện ở đây và diệt đi ở đây. Chỉ có cái kinh nghiệm cứng mềm nóng lạnh sanh khởi ở đây và diệt đi ở đây. Chỉ có vô minh sanh khởi ở đây và cũng diệt đi ở đây. Chỉ có vô minh ở kia và diệt đi sanh khởi ở kia. Thấy không phải là ai đó, thấy là một pháp. Nghe không phải là ai đó, nghe là một pháp. Ngửi không phải là ai đó, không phải là tôi, chỉ là một pháp. Xúc chạm không phải là tôi, chúng chỉ là một pháp. Chúng rất vô thường, chúng rất ngắn ngủi. Cái ngửi không đi đến cái nghe, chúng không xuất hiện cùng một lúc. Khi có cái nghe thì không có cái ngửi, khi có cái ngửi thì không có cái nếm. Thế giới chỉ là từng một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, sanh khởi và biến mất, hoại diệt. Ngày hôm qua cũng chỉ là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Tham, sân, si, những cảm thọ đã vô thường và vẫn không có cái hiểu về chúng là vô thường, đã chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta quên mất cái sự thật hiện giờ.
và chúng ta đi đeo đuổi những cái ngôn từ rất là xa lạ, và rất là chúng ta đeo đuổi những cái ngôn từ, chúng ta đeo đuổi những cái hình thức bên ngoài mà chúng ta quên mất cái hiện diện, cái đang là thực, cái đang là pháp hiện giờ. Ngày mai nếu chúng ta không tái sanh kiếp khác thì cũng chỉ cái thấy lại xuất hiện, cái nghe lại xuất hiện, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm lại xuất hiện, rồi chúng cũng lại vô thường. Chúng chỉ là chúng do riêng mà thôi. Lại có tham, lại có sân, lại có si, lại có thể có chánh niệm tỉnh giác. Giáo pháp của Đức Phật rất chi là tuyệt diệu, nhưng nó chỉ dành cho những người có trí. Thế giới này và mọi thế giới không có con người nào cả. Chỉ có tham ở khoảnh khắc này, sân ở khoảnh khắc này, si ở khoảnh khắc này, thấy nghe ở khoảnh khắc này. Chúng thấy những đối tượng của chúng và rồi biến mất hoàn toàn, không bao giờ sanh trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Cái thấy của ngày hôm qua đã vĩnh viễn, đã vô thường, và chúng không thuộc về ai cả. Cái nghe cũng vậy, ngửi nếm cũng vậy. Và cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm từ sáng đến giờ cũng vậy. Chúng đã vô thường, chúng không thuộc về ai cả. Trí tuệ cũng không phải là tôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài học nói về giới định tuệ, mà không phải là tôi giữ giới, mà nó là pháp. Vào giờ này, quý vị hãy nghiêm tịnh thân khẩu ý để lắng nghe diệu pháp của Đức Phật. Chúng con xin bằng lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambutho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwademi Sokhato Phagawata Thammo Thammang Namassami Subhatibano Phagawato Sawaka Sangho Sangkhang Namassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ ơn Đức và tán dương ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Đấng Thế Tôn, Bậc Toàn Tri Diệu Giác. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương đinh diệu dược chuyên chữa lành các thanh bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng với chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và hành theo diệu pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm thức của mình, và nhất là thành tựu các ba la mật, nhiễu ngộ tứ thánh đế, tứ thánh đạo ngay trong kiếp sống này hay là trong kiếp sống tái sanh. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư thiên, kính dâng đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ Phi Nhân, A-tu-la, Diêm Chúa, chư quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và tiệm cận được giáo pháp, tiệm cận được thực tại để chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống của mình. Phước lành này con cũng nguyện trở thành ba la mật và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 110. Chúng con xin đọc. Yo cha wa sát sát tăng chi vê đút si nô áp sát ma hi tô e ca hăng chi vi tăng say yô si la văn tát sát cha dị đô. Và người nào có giới xấu xa, không định tĩnh, có thể sống 100 năm. Mạng sống một ngày của người có giới hạnh, có thiền định là tốt hơn. Như vậy để cho chúng ta thấy, kể cả chúng ta học hết cái cuốn luật của Đức Phật, phải không ạ?
nhưng mà chúng ta vẫn không có giới. Ngày nào mà chúng ta chưa hiểu thực tại là gì thì chúng ta không có giới gì cả. Cái giới của chúng ta chỉ là sinh, chỉ là cố giữ, nhưng mà nó bể tùm lum. À, vì sao vậy? Vì nó không có chánh chi kiến để nó biết được thế nào là giới. Do vậy mà đạo quả của chúng ta khó thành tựu. Vì ngày nào mà chúng ta chưa hiểu được thực tại thì chúng ta sẽ không có giới, không có cái chấm giới. Như vậy cái giới của chúng ta nó chỉ là bập bà bập bõm thôi. Như vậy giới là gì? Chúng ta phải hiểu giới là gì. Nhiều sắc pháp nó có giữ giới được không? Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó có giữ giới được không? Bất thiện thì có phải là giới không? Thiện có phải là giới không? Vô ký có phải là giới không? Nếu mà chúng ta không hiểu được những cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày, nó có phải là giới hay không là giới? Chúng ta có hiểu được những cái sắc pháp này nó có phải là giới hay không là giới? Và giới là gì? Như vậy giới đó để làm cái công việc gì? Thì chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi, mà chúng ta chỉ trả lời ở trong sách vở là giới nó phải như thế này, giới nó phải như thế kia. Nhưng mà khi bạn nói ra những cái lời không có ái ngữ, rồi tâm của bạn nghĩ những cái điều xấu xa về người khác, thì lúc đó có giới hay không có giới? Như vậy chúng ta giữ giới, nhưng mà có giới hay không? Thì hãy hỏi về những cái thực tại. Nếu chúng ta không biết được những cái thực tại trong đời sống hàng ngày của mình, những cái lời nói thô tục của mình, những cái bực bội ở trong lòng của mình, những cái câu chuyện phím của mình nói ra hàng ngày, chúng ta, nếu chúng ta không biết được điều đó thì giới ở đâu? Như vậy chúng ta phải giới, không phải là ai đó giữ giới, không có con người nào giữ giới cả. Như vậy giới luôn luôn phải là thiện giới, luôn luôn phải đi với hiểu biết. Nhưng mà chúng ta không hiểu được bất thiện giới là gì, mà chúng ta không hiểu được cái vô ký giới là gì, thì chúng ta sẽ không hiểu được giới. Như vậy khoảnh khắc này nó trả lời cho chúng ta tất cả. Phải không? Nếu như chúng ta hiểu về khoảnh khắc này thì cái câu trả lời dần dần sẽ được sáng tỏ và minh bạch lời Đức Phật dạy. Giới không phải là một ai đó giữ giới. Định cũng không phải là một ai đó tu tập định. Tuệ cũng không phải là ai đó tu tập tuệ. Nên là người ta nói là người có giới, người có định, người có tuệ. Chỉ là cái đối tượng này ở bên trong có giới, có định, có tuệ, tức là người đó có sự hiểu biết. Cái hiểu biết đó là chúng ta cần phải nhớ. Thường thì chúng ta không có hiểu được, nên là cái giới định tuệ của chúng ta cứ nghĩ rằng tôi sẽ tu tập với cái đề mục này tôi sẽ có định. Bạn thấy không? Nên bây giờ nó có hàng ngàn cái pháp môn để mà tu tập định, nhưng mà không bao giờ vào được chánh định. Phải không ạ? Không bao giờ vào được chánh định của bát chánh đạo. Không bao giờ làm tăng thượng giới được của lời Đức Phật dạy, tăng thượng định lời Đức Phật dạy, tăng thượng tuệ lời Đức Phật dạy. Một khi chúng ta không hiểu được thực tại là gì thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Như vậy tại sao chúng tôi luôn luôn nhắc quý vị? Bởi vì thế giới này không còn cái gì nữa ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm hàng ngày nó diễn ra mà chúng ta quên về nó. Chúng ta không hiểu nó, làm sao mà chúng ta hiểu được giới định, làm sao chúng ta hiểu được quẩn xứ giới đế nó hoạt động như thế nào? Phải không? Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào cái từ vựng ha. Vô chá quát sát sát tăng chi vê đút si nô Asamahito, và người nào có giới xấu xa
không định tĩnh có thể sống 100 năm. Cái từ vô tức là ai hay người nào ha, nó là một cái đại từ chúng ta biết rồi. Còn cái từ quát sát sát tăng, quát sát cộng với sát tá là một cái nhóm từ trung tánh, ở đây chia theo đối cách là trăm năm. Trăm năm. Trăm năm. Quát sát là một cái danh từ chỉ cho năm tháng, năm. Danh từ trung tánh. Còn cái sát tăng là cái số đếm cũng thuộc trung tánh là 100. Chi quê, chi quê thì chúng ta biết là căn của nó là căn chi, là căn chặt tí đó, mà nó ở đây căn chi quê này là có nghĩa là có thể sống, đời sống. Cái từ dusino, dusilo là cái từ si lá, si lá ở đây chỉ cho giới. Như vậy giới ở đây, cái từ si lá này nó có rất nhiều cái lĩnh vực của nó. Nhưng mà cái câu kệ này thì cái lĩnh vực giới ở đây, tức là giới ở đây nó là tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ. Vì giới ở đây là gì? Giới ở đây chỉ cho cái cách cư xử đã được thanh tịnh do thân và khẩu ha. Thì lúc này ấy, về cái giới này nó thanh tịnh sao? Cái ý này nó đã thanh tịnh này, cái vị đó đã biết được cái thực tại và đã thanh lọc được tâm, thanh lọc được những cái tâm cấu quế phiền não rất là mạnh, thì nó không thể phát ra cái khẩu và không thể phát ra cái thân này nữa, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy còn ai mà sống với cái giới, giới gì? À, cái giới mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta cố gắng gìn giữ này kia mà cho rằng có, hay là chúng ta thực hành những cái phi giới luật mà nó không đưa đến cái khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, không đưa đến cái hành nghiệp của khẩu thanh tịnh, hành nghiệp của thân thanh tịnh. Mà muốn bắt nguồn như vậy sao? Thì chắc chắn là anh phải hiểu được cái ý. Cái ý này nếu mà không có bất thiện xảy ra thì sẽ không bao giờ có cái giới gì, giới bất thiện này. Quý vị thấy nó nằm rất là sâu. Nếu mà chúng ta không hiểu được giới bất thiện, chúng ta không hiểu được phiền não trong đời sống hàng ngày, sau cái thấy nghe ngửi đến đụng xúc chạm, và chúng ta chỉ nghĩ rằng tôi giữ giới, mà chúng ta không phát triển được cái sự hiểu biết, thì liệu có giới không? Không. Nên là chúng ta thấy không, hầu như nè, chúng ta tu tập trong giáo pháp của Đức Phật đó, cư sĩ thì họ rất dễ có được năm cái giới, nên là cư sĩ người ta tu tập rất là dễ. Nhưng mà nếu mà các vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật mà không có nghiên cứu sâu về giới luật, không có nghiên cứu sâu về cái giới là gì, không có nghiên cứu sâu, không có rõ biết được những cái thực tại trong đời sống hàng ngày qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì chắc chắn rằng là giới sẽ bị bể vụn liền. Và họ sẽ không bao giờ thích nói về giới nữa. Họ không thích nói về giới hành. Họ tránh né về giới hành. Mà liệu nếu mà giới của họ không trong sạch, thì liệu rằng là tâm của họ có được an tịnh không? Không. Chánh định nó có sanh khởi không? Chắc chắn là không rồi. Và trí tuệ nó có sanh khởi được không? Điều đó là không thể. Vậy chúng ta thấy rằng là luôn luôn phải có hiểu biết đi đầu. Nhưng mà trí tuệ nó không có, nó không có mặt, thì chúng ta sẽ không tu tập được bất cứ một cái điều gì cả. Như vậy giáo pháp của Đức Phật nó khác biệt với tất cả mọi cái tôn giáo, đó là chánh kiến. Không có chánh kiến thì sẽ không bao giờ
có giới được, bởi vì đâu có biết giới là gì đâu. Cái thấy nó có giữ giới không? Sắc pháp nó có giữ giới không? Tham sân si nó có giữ giới không? Như vậy giữ giới nó phải là tâm sở tư, phải không? Mà nó phải đi với gì? Đi với chánh niệm. Nếu mà không thấy được cái sự nguy hiểm của bất thiện pháp, thì liệu có sự ngăn ngừa ở đó không? Chắc chắn là không. Dusino là cái từ đú, là cộng sila, đú là cái sự xấu, xấu xa. Nó là một cái tính từ, năm tánh chia theo chủ cách, người nào có giới xấu xa. Tức là người nào, người nào có cái hạnh che đậy, cái hạnh mục lát, cái hạnh ngụy biện, không có chân thật, còn cái tà giới ở ngoại đạo thì không nói rồi, phải không ạ? Nó là thuộc Đức Phật nói cái đó là tà. Đằng này mình học chánh pháp thì chúng ta phải biết nè, những con người đó sống cẩu thả, không có tôn trọng giới luật, và họ không thấy nguy hại trong các pháp. Khi mà họ gặp Phật tử thì họ dạy pháp về chánh niệm này kia, nhưng mà đời sống riêng tư của họ thì sao? Thì là họ không có giới. Không có giới. Vì sao vậy? Vì đơn giản là họ vô minh. Họ không thấy được lợi ích của giới hạnh. Họ vì danh, vì lợi. Và điều đó rất là nhiều. Vì tỳ kheo đi kêu gọi tiền bạc, liệu có giới không? Chắc chắn là không rồi. Chùa chiền mà chúng ta kêu cái người Phật tử, đệ tử mua cá thịt sống về trong chùa, chúng ta mổ bụng, chúng ta giết, chúng ta mổ bụng ra rồi chúng ta nấu nướng, có giới không? Chắc chắn là không. Không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật dạy cái vị tỳ kheo là phải nhận cái thức ăn chính, chứ không thể nào đem cái thức ăn sống vào trong chùa. Nói ra thì thật là tệ, nhưng mà giới hạnh của chúng ta nó không có, là nó không có đạo quả. Mà chúng ta nói như vậy là chúng ta nói dốc cả 100 năm. Rất là nguy hại cho giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà nó không có đúng pháp đâu. Rồi một cái lễ lớn chúng ta trả chở cả những cái đùi heo đó đỏ hoảng như vậy, những cái máu huyết như vậy, rồi cả hàng tạ cá vào trong chùa như vậy, rồi cái người Phật tử cứ đem dao đem giết ra, rồi vị sư cứ đi xung quanh như vậy, thì có giới không? Như vậy cho chúng ta thấy rằng là không bao giờ chúng ta có đạo và quả trong giáo pháp của Đức Phật hết đấy. Rồi chưa đâu, những cái vị sư bây giờ còn đi mua thịt, mua cá nữa.
Nói đến hạnh, thật là tệ phải không? Mình cứ nghĩ mình là chánh đạo. Nhưng không phải, chúng ta đọc trong luật Đức Phật không có. Không có cái điều đó đâu. Khi nào mà chúng ta hiểu được giới hạnh á, thì chúng ta mới là người có giới. Si lá là cái danh từ trung tánh giới, chỉ cho giới. Giới còn được gọi là những cái hàng rào nó bảo vệ. Giới còn có nghĩa là nó thu thúc. Giới còn có nghĩa là nó ngăn ngừa. Mà giới còn có nghĩa là nó thanh tịnh. Cái giới nó thanh tịnh, tức là cái trạng thái tâm nó thanh tịnh. Tại sao chúng ta không ăn chay được? Tại sao chúng ta không dạy người Phật tử để mà làm cho nó đúng pháp được? Vì sao vậy? Vì chúng ta không có thích sống một đời sống phạm hạnh như Đức Phật dạy chúng ta. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Asamahito, là Samahita cộng với Á, là quá khứ phân từ, nam tánh chia theo chủ cách. Là không thiền định, không định tĩnh. Những người không biết được bất thiện, những không biết được thiện, những người không thấy được cái sự nguy hại của năm dục, làm sao mà có định được? Một người phải thấy rõ được sự nguy hại, sự tàn hại của năm dục thì mới nói đến cái chuyện là tu tập thiền định nó định được. Năm dục nó có cái gì đâu, nhưng mà nó ghê gớm không? Nó chỉ là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Là những cái thân đời mặc cái bộ quần áo đầy da, ở bên trong đầy những cái vết chuột thối. Nhưng mà nó kinh khủng không? Hằng ngày chúng ta có thường nghĩ về đàn ông, nghĩ về đàn bà, không có thường nghĩ về dục nam, dục nữ không? Càng đi tu, thậm chí nó càng mơ ước, khát khao, mà không được nó phải chịu thôi. Nếu mà chúng ta không thấy được những cái khát dục ở trong tâm của chúng ta lấy cái tư cách gì mà để mà có được định tĩnh? Có phải là tất cả thế gian này đang chìm trong năm dục không? Đang chìm trong tham ái, nhiễm ô và nó cuốn đi bất tận, không có bến bờ nào hết. Hàng ngày tâm của chúng ta mỗi khi dục lên là chúng ta thả trôi theo nó, phải không? Chúng ta thích thú, suy tư rồi ấp ủ, rồi tán dương nó ở bên trong, rồi tưởng tượng, phải không? Nhưng mà lúc tưởng tượng đi có ai trong đó không? Không. Nhưng mà nó rất là thích thú, phải không? Chúng ta không hiểu được sắc, không hiểu được thọ, không hiểu được tưởng, không hiểu được hành, không hiểu được thức, không hiểu được năm uẩn thì làm sao mà chúng ta có thể định ư? Cái gì định? Không lẽ chúng ta cứ ngồi đó nhắm mắt là có chánh định? Không có chuyện đó đâu, không có bao giờ xảy ra được hết. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ được năm dục là nguy hại thì tâm của chúng ta nó mới hướng về ly dục. Con nó đang thích thú, nó đang thèm khát, nó đang ước cao, mê đắm theo nó mà biểu có định thì xin lỗi với quý vị, đó là tà định chứ không có chánh định gì hết á.
Cái đó là định cho ái nó sanh khởi lẫy lừng thôi, chứ không có định đâu. Ngồi ở đó là toàn là tưởng không à. Cả một tiếng là nó tưởng không à. Giáo pháp này không phải làm gì cả, các pháp đã hiện khởi ở đó rồi. Bạn không phải đi tìm ở đâu cả, bạn không moi ở đâu nó ra cái pháp mà nó chưa sanh cả. Hãy chỉ cần hiểu cái pháp nó đang sanh từng chút một thôi. Biết đây là pháp này, đây là pháp kia, nhận rõ ra thôi. Đó cũng đã có chánh định rồi phải không? Có giới rồi, có trí tuệ rồi. Sách vở là một cái khuôn mẫu, một cái ngữ pháp. Chúng ta cần có nó, nhưng mà chúng ta không có ứng dụng vào cái thực tại trong tự nhiên, trong đời sống hàng ngày của mình. Thì bạn không bao giờ có cái sự sáng tạo, không bao giờ trí tuệ nó sanh khởi được. Vậy chúng ta thấy nếu chúng ta không có hiểu biết thì giới của chúng ta cũng không có trang bị. Định của chúng ta cũng không có gì để trang bị cả. Tuệ của chúng ta lại càng không có luôn. Còn chúng ta mang kinh của Đức Phật ra nói cả trăm năm nữa. Mà nếu không có hiểu biết thì nó có làm cho thân khẩu ý của bạn thanh tịnh được không? Không bao giờ đâu. Mà nhiều những người người ta chỉ cần một bài kinh thôi mà người ta suy xét đi, suy xét lại trong đời sống hàng ngày. Suy xét từ cái này, cái kia, trong các cái căn ngôn này. Cũng đủ để hiểu giáo pháp rồi. Nếu mà cái thấy là tôi thì từ sáng giờ những cái thấy nó đi đâu rồi, những cái sắc màu nó đi đâu rồi. Và dầu chúng ta có hiểu biết hay không hiểu biết thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm vẫn cứ khởi trong đời sống hàng ngày và rồi diệt đi. Và mãi mãi chúng chỉ có nhiêu đó thôi. Bạn có cầu thêm cái gì đi chăng nữa nó cũng không có được. Không có được. Mà cái thân thức này nó không bao giờ mà nó thấy màu, mùi, vị, mà nó chỉ xúc chạm với cái cứng, cái mềm của tứ đại thôi. Mà cái con mắt nó không bao giờ thấy được, và cái thấy nó cũng không bao giờ nó thấy cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh được. Nó có cái quy luật của pháp. Như vậy đó có quy luật của nó rồi thì cái người trí chỉ cần hiểu đúng về pháp, nhận ra à, Đức Phật dạy, quả thật, cái nghe không phải là tôi. Cái được nghe cũng không phải là tôi, mà cũng không phải là ai đó, không phải là con người nào đó. Chỉ là gì? Chỉ là giới, là tha tú thôi, hay là chỉ là pháp thôi, hay chỉ là sắc, là danh thôi, hay chỉ là quẩn thôi, hay chỉ là xứ thôi, hay chỉ là đế thôi, đúng không? Như vậy khi mà chúng ta hiểu như vậy thì giới nó sẽ được thành tựu, định nó sẽ được thành tựu và trí tuệ sẽ được thành tựu. Chính vì chúng ta nghĩ rằng có tôi thuyết pháp hay, tôi thuyết pháp giỏi như này như kia đó. Tôi là người giỏi nhất, còn người khác là người ngu. À, giới đó là giới gì vậy? Chính vì chỗ đó mà chúng ta mới không có giới. Nên là giới không phải là ai đó. Giới nó đi theo cái quy luật của nó. Thì không phải bạn chống đối nó, bạn này kia rồi bạn nói rằng như vậy nó không phải giới, không phải.
bạn có làm cách nào chăng nữa, bạn có phân biện cách nào chăng nữa, pháp nó vẫn là pháp. Bạn không thể nào bạn thay đổi được cái chân đế của diệu pháp đó. Bạn sẽ bạn đi lệch cho con đường, bạn mãi mãi là bạn đi vào ác đạo, chứ bạn không thể chối cãi được, bạn không thể thay đổi được. Pháp nó có nguyên lý à. Nên là chúng ta đi sai cái con đường, nên là mới không có đạo, không có quả. Chúng ta giúp, chúng ta theo một ai đó rồi thì chúng tâm của chúng ta nó cứ nghiêng về cái điều đó. Và chúng ta giúp chi là gì? Giúp chi là chấp thủ. Chúng ta không có mở được cái cánh cửa của cái sự hiểu biết về thực tại là không là ai cả. Tâm của bạn còn bám chấp vào đâu đó, bạn sẽ không phát huy được cái năng lực của trí tuệ, sự học hiểu, sự lắng nghe đâu. Tiếp theo nữa là cái từ Samahito, là cái căn nó căn tha, là quá khứ phân từ, là đã được định tĩnh. Tiếp động ngữ là cùng, căn của nó là căn tha, là đặt xuống. Eka hăng chi vi tăng se yo si la văn tát sát cha dị nô. Eka hăng là chúng ta biết là eka là một, cộng với á há là một cái danh từ trung tánh, là một ngày. Eka là số một, á há là danh từ trung tánh chỉ cho ngày, nó không bằng số một ngày. Chi vi tăng, căn của nó là căn chi cộng với ý tá, là một cái động từ, một cái danh từ trung tánh chứ. Ở câu kệ này chia theo chủ cách là đời sống. Đời sống. Tiếp theo nữa, cái từ siná, quanh tá xá, si lá cộng với quanh tá, là một cái danh từ nam tánh, chia theo sở thuộc cách là của người có giới hạnh. Của người có giới hạnh ở đây là gì? Là bậc đã hiểu về pháp chân đế đó. Bậc mà đã hiểu về pháp chân đế, hiểu về tứ niệm xứ rồi đó, là cái pháp, cái chánh chi kiến nó tự vận hành, cái giới hạnh nó tự nó làm đẹp thân khẩu ý của bạn. Thấy không? Chứ không có ai làm cái có thể làm cho chúng ta mà thanh tịnh thân khẩu ý được. Nên là ở đây không có con người nào cả, mà nó chỉ có các cái giới này thôi. Nè, thế bạn đi đúng về cái chánh pháp á, thì cái giới hạnh đó nó thanh lọc thân khẩu ý của bạn. Chứ không phải là ai đó hay con người đó có thể tạo ra cái điều đó được. Không phải. Do vậy không có ai giữ giới hết. Không có ai tu tập định hết. Không có ai tu tập tuệ hết, mà chỉ có con đường phát triển của chánh đạo này nó phát triển thôi. Lạ lắm phải không? Nhưng mà thực sự là như vậy. Có ai nói rằng tôi sẽ có giới được không? Nếu mà nói rằng nếu có tôi để thực hành giới thì bây giờ chúng ta đã xong lâu rồi, không còn ngồi ở đây nữa. Nếu mà chúng tôi tu tập được định, chúng tôi tu tập được tuệ, thì chúng ta kết thúc sanh tử từ muôn ngàn kiếp trước rồi, không phải ngồi ở đây đâu. Do vậy là chúng ta phải nhớ rằng là rất khó phải không? Không phải chúng ta muốn có giới là nó có giới, muốn có định là nó có định, muốn có tuệ là nó có tuệ, không phải vậy. Nên là phát triển giới định tuệ không dễ chút nào. Bởi vì đời sống của chúng ta nó chằng chịt các pháp và nó vô minh, tâm tối. Mặc dù chúng ta thấy nhau như vậy, các căn của chúng ta tiếp xúc, nhưng mà sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng thì sao? Mặc dù chúng ta thấy ánh sáng người này người kia, nhưng mà vô minh nó ở đó rồi. Nó cho đây là con người này, cho đây là con người kia, đây là tôi biết rồi. Vô minh và tà kiến nằm ngay sau đó rồi. Không có cái bóng tối nào nó tối bằng vô minh hết á. Vô minh hết phải không ạ?
vô minh thật là kinh khủng. Liệu chúng ta ngồi thiền hết một đời này, liệu là chúng ta có minh được không? Chúng ta không cần phải nghe pháp, liệu có minh được không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Do vậy mà Đức Phật, cái công việc của Đức Phật là gì? Ngài thương chúng sanh nên Ngài đi thuyết pháp tới 45 năm. Ngài không có dạy thiền. Ngài chỉ dạy cái gì nó đang là thật, nó xuất hiện, nó biến mất đó. Ngài dạy cho chúng ta cái trí tuệ để hiểu trí tuệ ở đâu, nó có định ở đó, nó có giới ở đó. Đừng có lo gì hết. Nếu mà Ngài dạy về thiền định mà để chứng đắc đạo quả thì tất ngoại đạo sẽ giỏi hơn Ngài. Nhưng mà ngoại đạo chỉ giỏi về thiền định nhưng mà không bao giờ biết được pháp là thực hiện giờ, là cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc, chạm. Là không phải là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi. Ngoại đạo không thể biết được tham là giới, sân là giới bất thiện, si là giới bất thiện, tà kiến là giới bất thiện. Ngoại đạo không thể biết được sắc pháp là giới vô ký. Ngoại đạo không thể biết được những cái thiện giới là thiện giới. Ngoại đạo không thể biết được đâu là bất thiện giới, đâu là thiện giới và đâu là vô ký giới. Và ở đây câu kệ này là giàu sống 100 năm, ác giới không thiền định. Đó. Ác giới không phải là những người ở ngoài đạo, ngoài kia đâu. Ác giới là chính Đức Phật chỉ cho những cái vị tỳ kheo sống trong giáo pháp của Như Lai mà sống cẩu thả, không có thực hành cái giới hạnh, không hiểu về giới. Không hiểu về giới nên nó đâu có giới. Một khi đã hiểu về giới, thấy cái sự nguy hiểm của giới, của cái ác hạnh, thì mới có giới được. Do ác giới như vậy rồi không có thiền định. Mà ác giới thì sao? Ác giới thì nó thích thú trong năm dục. Năm dục là vị ngọt của tất cả chúng sanh này. Vậy phải không? Thời Đức Phật á, rất là nghèo. Chỉ có cái y, cái áo, mấy cái chòi, cái cốc thôi mà các vị tỳ kheo đã dính mắt vào cái y mới, cái bát rồi. Còn cái thế giới của chúng ta bây giờ thì sao? Xe lách xịt. 3 tỷ, 5 tỷ, chúng ta đi bát, chúng ta lụm 500 đồng, 1.000, 2.000. Điều đó thật sự là phũ phàng, nhưng mà đó là thật rồi. Có cái thì nó cũng vẫn nó sờ sờ ra đó thôi chứ đâu có khác gì đâu. Rồi dần dần thì sao? Dần dần tới đây thì sao? Chư Tăng sẽ đi chợ mua rau, mua cá, mua thịt về. Chúng ta nấu ăn rồi chúng ta tu một mình. Chúng ta chạy xe ông đa, chúng ta mặc cái quần vô. Đây. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đã không thực sự tôn kính Tam Bảo. Đã thật sự không có sự hiểu biết, không thấy cái sự sâu xa, không thấy cái sự nhiệm màu lời dạy của Đức Phật. Nên là chúng ta chỉ sống a dua, lỉnh bở. Nên làm sao mà chúng ta có thể có được cái đời sống phàm hạnh nó tốt đẹp được? Nên người Phật tử người ta có chí, người ta phải cười thôi. Phải không ạ?
Chúng ta không dạy Phật tử về những giới luật, không dạy Phật tử về những cái hành động cử chỉ để nuôi các cái vị sư làm sao để trở lên đức hạnh, để trở lên có giới, để trở lên những cái bậc thánh tốt đẹp. Người cư sĩ mà không giữ giới luật cho ông sư thì chẳng bao giờ mà ông sư có thể tốt đẹp được hết. Bởi vì sao vậy? Mà nếu mà các vị sư mà bị vào cái chồng của nó rồi, của ma vương rồi, thì thử hỏi quý vị làm sao? Làm sao mà có được cái tâm thanh tịnh được? Phải không ạ? Đúng không? Cả năm trời, không thấy ai hỏi rằng sư ơi, sư có cần cái gì đúng pháp để cho con hộ độ? Hỏi quý vị rằng là cuộc sống như vậy thì hỏi rằng là các sư phải bị bể thôi, không có giới hạn được đâu. Hôm qua ngày chờ qua đời và thậm chí là mang cái gì vậy? Mang những cái ác nghiệp, không sao tránh khỏi được hết. Và tiếng đời thì người ta đồn đến, phải không nào? Và quý vị thấy cái đồng tiền mà ông sư cầm vô để tiêu xài rất là tai hại. Mà bắt buộc phải tiêu xài thì quý vị thấy nó nguy hiểm mức độ nào. Không có tiền ông sư lấy đâu mà mua xe chạy. Để cấm người ta, cấm cái vị sư nhỏ, đúng không? Cấm cái vị sư nhỏ kia là không được chạy xe ông ra. Bây giờ mấy vị sư lại mua xe hơi đi chạy, tự mình lái. Quý vị thấy nó có lộn không? À, vị lớn cấm vị nhỏ, rồi vị lớn mua xe hơi chạy, cấm vị nhỏ không được chạy xe ông ra. Chúng ta nói về lúc đạo quả sao được, phải không ạ? À? Nói chơi cho vui, người trí người ta cười, mình phải làm sao? Phải hết sức là cẩn thận. Giới hạnh của Đức Phật, mình càng tu tập, mình càng phải sợ hãi. Những cái điều đó càng ngày mình càng phải thu thúc, ít dục biết đủ. Con của Phật nó phải như vậy hả? Mà cái con đường chánh đạo này nó phải như vậy, chứ không phải là nó là cái con đường này, nó là con đường nó ly tham, nó buông bỏ. Và đương nhiên ở đây những cái người Phật tử người ta cúng dường xe cộ cho ngài, rồi người ta chở các ngài đi, thì cái điều đó là cái điều luật pháp. Sư không có nói về cái điều đó, nhớ quý vị nhớ, không phải là sư nói vơ đúa cả lắm, không phải như vậy. Nói những cái gì đó đúng pháp đúng luật thôi. À, quý vị đừng có nghĩ, đừng có hiểu gà ra cuốc như vậy. Nên là chúng ta học Phật pháp nó phải trong sáng à. Và chúng ta phải thấy như vậy. Và một khi mà đức hạnh của mình không có thì liệu mình nói ai nghe, phải không? Không thể có chuyện đó được đâu. Rồi tốt hơn sống một ngày chỉ giới tu thiền định. Thì Đức Phật nói trăm năm mà khoác áo nhà sư mà ác giới không tu thiền định thì chỉ cần sống một ngày thôi, có giới có thiền định. Thiền định ở đây là gì? Là chánh định trong bát chánh đạo đó, định trên các đối tượng thực tại hiện giờ, thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã, viễn ly ly tham, đoạn diệt á. Chứ không phải thiền định mà chúng ta nghĩ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Giáo pháp của Đức Phật rất là tuyệt diệu. Rồi bây giờ chúng con đọc cái bài kệ này là chúng ta nghĩ ha. Bài kệ này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi ngài ngự tại Chetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến Sa Di Đồng Sóc Sankicca. Tương truyền là trong cái thành Xá Vệ có 30 vị công tử, sau khi nghe
pháp và rủ nhau xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Thì các cái vị ấy tu tỳ kheo được năm hạ rồi, liền đến ý kiến Đức Thế Tôn khi nghe Ngài hỏi muốn tu thêm cái pháp nào trong hai cái pháp là pháp học và pháp hành. Thì các vị đều đồng ý xin Đức Thế Tôn dạy cho đệ mục mình, đệ mục Minh Sát mà bổ túc cái pháp hành ngõ hầu đắc quả A-la-hán, chớ không ưng cố gắng thọ trì pháp học. Vì đã lớn tuổi mới xuất gia nên là thọ giáo cái đề mục xong thì các vị ấy xin phép Đức Thế Tôn: bạch Ngài, chúng con sẽ đi vào tùy vào cái pháp hành mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy ở trong một cái khu rừng. Và Đức Phật mới nói là các thầy vào cái khu rừng nào, bạch Ngài, con cái khu vào cái khu rừng tên như vậy. Như vậy thì Đức Thế Tôn biết rằng vào nơi đó có các cái có tỳ kheo này sẽ phải một phen kinh sợ, vì có một cái gã tàn ác tên là Quý Kha Sada, thì nếu có Sa Di Sang Kích Chá đi cùng thì mọi việc sẽ an bài tốt đẹp, rồi các thầy tỳ khu ấy sẽ hoàn tất phần sự xuất gia. Và khi Sa Di Sang Kích Chá là tên của vị Sa Di 7 tuổi đệ tử của Ngài Sariputta Xá Lợi Phất, và người ta nói mẹ của Sa Di là con gái của một cái gia đình giàu có. Khi mang thai gần đến ngày sanh thì bị bệnh nặng và trong chốc lát rồi bị chết. Thì khi người ta mang cái thai, mang cái người mẹ này đi thiêu đó, thì cháy hết cái da ngoài, nhưng mà lúc này Ngài Sang Kích Chá đó, đứa bé ở trong bụng mới dãy dụa. À thì người đó, mấy cái người thiêu mới thấy hoảng hốt. Thì các ngài, mấy vị đó mới lấy cái đòn sóc mới khều, thì nó giặt những cái thịt đó ra thì thấy Sa Di Kích Chá, thấy cái Ngài Kích Chá này, thấy đứa bé này còn đang sốc. Trên một cái đống lửa than sáng ngời như vậy thì được cái người ta ấy thì cái một cái chiếc đĩa bằng vàng á, thì cái đứa hài tử này nằm yên như một cái đóa sen. Thì chúng ta biết là Ngài là cái kiếp cuối cùng nên là cái sự kỳ diệu đó rất là đặc biệt. Và ở chuyện nhân gian của chúng ta cũng vậy, có nhiều bà mẹ chết 2-3 tiếng đồng hồ nhưng mà đứa trẻ đó thì vẫn còn sống, nên người ta vẫn mổ lấy cái bào thai ra. Thì quả thật đối với một chúng sanh kiếp chót á, dù có bị rơi vào lửa hay là cái đỉnh núi Sê Linh Rú ấy, rớt xuống, mà khi mà chưa đắc đạo quả A-la-hán thì không bao giờ ngại mạng chung được cái kiếp chót này như vậy. Thì qua cái ngày sau thì những cái người mà thiêu xác đến để mà dập tắt cái giàn hỏa này thì trông thấy cái đứa bé nằm yên ở nơi đó thì hết sức ngạc nhiên và kêu lên: sao có chuyện kỳ lạ như vậy? À, lúc đấy thì con nói nó hơi bị chưa có coi cái này thì đọc lâu quá rồi nhớ không có kỹ. Bây giờ thì do qua cái ngày sau thì những cái người thiêu xác đến để dập tắt cái lửa giàn hỏa và trông thấy cái đứa bé nằm yên ở nơi đó, hết sức là ngạc nhiên, nó kêu lên: sao rất là lạ thế này, và với bấy nhiêu cái củi đó mà toàn thể cái xác đều bị cháy, tại sao mà nhỏ nó không bị cháy? Thì có cái gì đây nhỉ? Thì những cái người đó mang cái đứa bé về làng rồi mới đem các cái thầy coi tướng số tới, và các nhà tiên tri nói rằng nếu cậu bé này sống tại gia thì thân quyến cả 7 đời của cậu sẽ không nghèo khó, là cái phước của Ngài rất là lớn. Còn nếu mà xuất gia thì lúc đi hành đạo sẽ có 500 sa môn theo hầu.
do cái vết thẹo ở đuôi mắt bị bẻ lúc trước do cái đòn sóc ấy vào đó, thì cái cậu bé này được đặt tên là Sang Chích Chá, tức là cái đòn sóc. Một thời gian sau thì cái vết thẹo nó hiện rõ rồi. Và lúc bây giờ thì các cái thân tộc của cậu bé nuôi cậu bé và nguyện rằng dầu cho đứa bé này sống đến tuổi lớn khôn, chúng ta cũng không cho nó xuất gia với trưởng não Sariputta. Và nhưng mà không ngờ là sau khi cậu bé 7 tuổi đó, nó được các cái trẻ khác cho biết là mẹ mày đã chết khi còn mang mày trong thai, xác của bà bị thiêu rụi, riêng mày còn sống không bị cháy. Nghe vậy thì Sanh Tích Chá này suy nghĩ, ai cũng bảo ta đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp như thế, vậy ta còn ở nhà làm gì nữa. Quý vị thấy cái bậc trí khi mà nhưng mà thấy nghe như vậy là trí của ngài nó khởi lên liền, ta sẽ đi xuất gia. Thì cậu bé Sanh Tích Chá này ngỏ ý định xuất gia của mình với quyến thuộc, thì họ vô cùng hoan hỷ và tán thành ý của cậu, và đưa cậu đến ra mắt trưởng lão Sariputta và giao cậu cho trưởng lão. Và trưởng lão truyền cho cậu niệm năm cái chi phần đầu đề mục về thân, tóc, lông, móng, răng, da, rồi cho cậu xuất gia sa di. Và khi mà vị sa di này xuống tóc thì lưỡi dao cạo vừa chạm ra đầu thì ngài đã chứng đắc A-la-hán rồi. Còn chúng ta sư cạo, trời ơi, một tháng có đôi khi cạo 4 lần. Mà si thì nó vẫn hoàng si ở đây nè, lâu lâu hiểu được chút pháp rồi. Mà quý vị thấy là còn ngài cạo cái A-la-hán rồi, còn mình cạo một cái là sân thêm một chút. Ngài đắc tuệ phân tích nữa, là chính sa di Tích Chá này là vị như này như vậy. Và khi biết rằng vào trong cái khu rừng đó thì cái vị sa di này sẽ làm cho êm cái sự kinh sợ. Nhờ vậy mà các vị tỳ kheo đạt được cái mục đích viên mãn của sự xuất gia. Thì Đức Bổn Sư bảo các vị ấy, này các thầy tỳ khu, các thầy hãy đi thăm sư huynh Sariputta của các thầy. Lành thay Bạch Thế Tôn. Thì lúc đó các tỳ khu đáp, các vị đạo hữu có chuyện chi đến đây? Thì trưởng lão Sariputta hỏi, chúng tôi đã thọ huấn cái đề mục nơi Đức Bổn Sư định vào rừng hành đạo, nhưng khi xin phép ngài, ngài bảo chúng tôi, các thầy hãy đến viếng sư huynh của các thầy và Sariputta, cho nên chúng tôi mới đến đây. Và trưởng lão Sariputta nghĩ thầm, chắc là Đức Thế Tôn cho gọi đến. Thì ngài mới quán xét, biết được cái nguyên nhân trưởng hỏi, này các đầu hữu, các vị có sa di nào không? Thì lý thưa rằng không có. Và nếu có, quý vị hãy mang theo sa di Sanh Tích Chá này đi theo. Thì quả thật khi mà có ngài Sanh Tích Chá đi theo đó thì các ngài rất là yên tâm để tu tập. Thì vào cái ngày an cư kiết hạ đó thì chư tỳ khu mấy hội thảo cùng nhau rồi quyết định, này đạo hữu, chúng ta đã thọ giáo cái đề mục hành đạo từ nơi Đức Phật thì không thể nào ta hưởng cái ân huệ của Đức Thế Tôn bằng cái cách hành theo một cái đường lối nào khác. Và lại các cái cửa vào ác đạo đang mở rộng, chúng ta chẳng khá dễ du. Bởi vậy mà trừ chúng ta không lên ở chung hai người một nơi. Nếu mà ai có bệnh thì người ấy hãy đánh kiển, và chúng ta sẽ đến săn sóc thuốc men cho người ấy. Và trong những giờ khác thì ban ngày đến ban đêm thì chúng ta phải tinh cần lo tu niệm cái đề mục. Và trong khi chư tăng đã giao ước và an cư hành đạo như vậy thì có một người đàn ông nghèo khổ, sống nương nhờ với các con gái nơi cái xứ cô gái ấy, lại làm cho cái lạc đói, và ông ta muốn đến sống nương nhờ với cô con gái khác và cất bước lên đường. Thì lúc bây giờ chư tăng trưởng lão đó vào làng khất thực xong, trên cái đường trở về chỗ cư ngụ của mình thì giữa đường các ngài xuống tắm dưới cái con sông, rồi lên ngồi trên một cái bãi cát.
mà thọ thực. Thì ngay lúc ấy cái người đàn ông đi đến cái chỗ đó và đứng một bên nhìn chư tăng, thì các trưởng lão mới hỏi: này ông Thiện Nam, ông đi đâu đó? Thì cái người chạy lạc đói á, cho biết mục đích của mình. Thì các cái trưởng lão nghe vậy thì đồng lòng đi mẫn và nói lên rằng là: này Thiện Nam, chắc là ông đói lắm, ông hãy tìm cái lá cây đem lại đây, chư tăng mỗi người sẽ bố thí cho ông một bát cơm. Và khi cái người này mang đến cái lá đến thì chư tỳ kheo mỗi vị cho ông một bát cơm canh của mình và đang độ vắt, thì lại thành một ông vắt từng cục nha, và xớp cho ông ta ăn. Và đó là một cái phận sự. Người ta nói rằng trong giờ ăn mà có người đến xin thì vị tỳ khu cũng lên bố thí một cái ít gì hoặc là nhiều vật thực của mình đang độ, trừ ra phần cơm mặc gọi là ác giá phá tá đó. Cho nên chư tăng đã cho như vậy. Và sau khi ăn xong bữa thì người đàn ông đảnh lễ các cái vị trưởng lão và hỏi: bạch các ngài, hôm nay có ai mời thỉnh các ngài dự lễ chay tăng phải không? Thì chư tăng mới nói là có. Chư tăng mới nói là không, không có ai mời thỉnh cả. Mỗi ngày cái thôn dân đều cúng dường để bát cho ta như thế cả. Thì cái người đàn ông suy nghĩ nè, như ta luôn luôn năng làm đụng hết cái công việc này công việc kia mà chẳng đủ ăn, vậy thì chúng ta ngày nào chúng ta cũng đi bát như vậy thì sẽ rất là dư đồ ăn. Thì ông Thiện Nam này mới xin xuất gia và đến chỗ ngụ của ngài, và ông này mới phụ trách. Thế rồi ông ta mới nói với chư tăng là: con muốn gần các ngài để làm những cái công việc nọ, phục dịch các ngài để mà có cái ăn. Thì lần thay Cần Sự Lan, thì cái ông Thiện Gia Nam Tử này mới theo chư tăng đến chỗ ngụ của ngài và phụ trách mọi việc đàng hoàng tử tế, rất là được lòng các ngài. Nhưng mà qua 2 tháng sau thì ông ta lại muốn thăm con gái, tự nghĩ. Và cứ như vậy ông, và trên đường đi thì ông Thiện Nam này có một cái khu rừng rộng, trong cái rừng ấy thì có 500 tên cướp nó mới đến, nó làm cái xào huyệt và nó nguyện với chư thiên trong cái khu rừng này nè: ai vào rừng này chúng ta sẽ giết chết, lấy máu và thịt của chúng để mà tế thần linh. Và chúng trú ở nơi đó được 7 ngày, thì hôm ấy là cái ngày thứ 7, thì cái tên chúa đảng mới trèo lên cây và canh chừng những cái bộ hành, và trông thấy cái ông Thiện Nam này đi đến thì chúng bèn ra đấu và cho cái đồng đảng bọn cướp đó bắt cái ông ta. Đã đến giữa cái rừng thì bèn bao vây bắt được. Thì lúc đó người ta lấy cái dây chói cái ông ta thật chặt này, và lấy cái cây cỏ kéo ra lửa để mà kéo, lấy cây cỏ kéo ra lửa để nhóm lửa, gom củi lại chất thành đống lớn, và lấy cái chia thọc cho thông hơi. Thì ông Thiện Nam thấy bọn cướp làm như thế bèn hỏi: thưa chủ, nơi đây không có khu rừng như là heo nai chẳng hạn, thế mà ông chủ có nhóm lửa để làm gì vậy? Thì bọn cướp nói: chúng ta giết chết ngươi để lấy thịt và máu để tế thiên địa quỷ thần. Thì ông ta quá sợ chết và chỉ lo toan cái mạng sống của mình, không còn nhớ đến cái ân nghĩa của các chư tỳ kheo, và lên nói là: thưa ông chủ, tôi chỉ là một cái kẻ dùng tàn thực thôi, một kẻ ăn mót cơm thừa canh cặn thôi. Thì lúc bấy giờ đấy thì tên cướp nó mới biết được là ông này, mới nó mới điều tra thì ông này mới khai ra rằng là có những cái nhóm tỳ khu, cái các vị chư tăng. Thì nghe vậy bọn cướp nó nghĩ cái tên này nói nghe cũng có lý, ta sẽ giết, ta sẽ bỏ ông bỏ cái tên cướp này, và bọn cướp này nó đi tìm, thì ta sẽ giết cái kẻ xui xẻo này làm chi, ta nên giết những cái người mà thuộc dòng sắc đế vị mà tế thần. Thì bọn cướp nó mới mở chói cho cái ông tàn thực này, và để ông ta dẫn đường đưa chúng đến cái chỗ tỳ khu ở ban đầu. Rồi khi mà đến đó thì vị trưởng lão tăng mới
Vì đại đó nhìn trưởng bọn phước người mới hỏi này, các thiện nam tử ai đánh kiểm và chị bạch ngài là chính là chúng tôi đánh. Vì vì lý do là thì chúng tôi có việc cầu khẩn chư thiên ở trong rừng lên bay lên, là bây giờ đến để bắt một cái vị tỳ kheo đem về cúng tế để chư thiên. Nghe vậy thì trưởng não cao hạng nhất bảo các tỳ kheo này, các đạo hữu phàm trong trong cái đạo nghĩa anh em, thì hễ có cái việc chi, quý vị ráng chờ chút xíu hả, nó cũng sắp hết rồi, bởi vì cái câu chuyện này nó dài quá. Đạo sư thì mấy cái câu chuyện này nó dài quá, nên đạo sư phải thuyết pháp trước. Rồi nói chung là sư kết thúc này ở đây ha. Là sao vậy, là sau đó thì cái ngài Săn Chích Chá này, ngài mới nói rằng thôi các chư tăng, các ngài ở nhà thì con xin đi để cho bọn cướp này giết. Nhưng mà ngài đi đến đó là nhân cái cơ hội thì ngài cũng giáo giới và ngài thuyết pháp cho 500 tên cướp này, và 500 tên cướp này cũng từ bỏ cái ý định. Và sau đó thì các vị đó cũng trở thành những vị tỳ kheo và cũng chứng đắc đạo quả. Thời pháp đến đây cũng vừa thời lệ. Bài này rất là dài. Quý vị nào thấy thì quý vị đọc cái câu chuyện pháp cú. Thời pháp đến đây cũng vừa thời lệ. Phước báo phát sanh lên kính nhân đến tất cả chư thiên, kính nhân đến tất cả chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, các bậc cứu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng biến thuộc, chư già xoa long vương, cả các bà xuất sanh ngạ quỷ, trung nhân a tu la diêm chúa, và chính chi phước lành này đến tất cả đấu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và sớm giữ chi được chứng thánh đế, chứng các chứng thánh đạo, chứng thức sanh luân hồi khổ đau. Phước lành này công nguyện là nhân là duyên, chứng các đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong tấm pháp này. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, Sít ơi, hình như là Đại Đức Tuệ Nhẫn đã rời rung phải không Sít?